Ok, xin chào cả nhà. Thì hôm nay Phương sẽ chia sẻ với các bạn đôi điều như thế này. Cái cuộc sống của chúng ta, khi mà các bạn muốn thành công trong cái cuộc sống này thì các bạn phải có mục đích. Bởi vì mỗi người chúng ta mà khi đến với cái thế giới này á, nó là một cái món quà độc đáo các bạn. Và không ai có thể thay thế được các bạn trong cái cuộc đời này hết. Cho nên cái cuộc sống của các bạn á, là đừng có mong mình sẽ trở thành một người nào đó. Hãy sống tốt nhất, hãy cứ chính là bản thân các bạn thôi. Vì chẳng ai được đem đến cái cuộc đời này điều mà bạn đã đem đến. Mỗi chúng ta khi được đến với cái cuộc đời này á, là một điều kỳ diệu. Bởi vì cái điều đó là chưa từng tồn tại trước đây. Và sau này cũng sẽ không bao giờ có, không bao giờ xuất hiện nữa. Và một điều vô cùng tuyệt vời nữa, đó là trên cái thế giới này sẽ không bao giờ xuất hiện một cái người y hệt như bạn lần thứ hai. Chỉ có bạn, chính là bạn. Bạn đem đến cái thế giới này á, cái sự chân thành, cái tài năng đặc biệt của bản thân bạn. Bạn đem đến với cái thế giới này cái niềm vinh quang lớn nhất, là mỗi người chúng ta là độc nhất. Cái sự độc nhất của bạn chính là cái vinh quang lớn nhất của cuộc đời này. Vì điều tuyệt vời này á, bạn phải tìm được cái mục đích sống của mình. Và để tìm được cái mục đích sống của chính bản thân mình á, chúng ta phải biết đường tạo ra cho mình một cái tuyên bố cá nhân. Thì ở đây các bạn hiểu, tuyên bố cá nhân không cần phải to tát, nhưng mà nó rất là quan trọng. Cái tuyên bố cá nhân này á, nó phải thể hiện bạn là ai. Nó là cái thể hiện cái cá nhân bạn một cách mà nó rút gọn lại. Thì bây giờ Phương mới chia sẻ với các bạn phân biệt được cái mục tiêu, cái mục đích, bản tuyên bố cá nhân, tức là cái câu tuyên bố cá nhân á, và cái sứ mệnh cuộc đời của mình. Đầu tiên các bạn nên hiểu, cái mục tiêu là chúng ta bao gồm nhiều cái mục tiêu, nhưng mà cái mục đích sống á, nó chỉ có một thôi. Thì ở đây chúng ta phải tạo ra cái bản tầm nhìn ước mơ, hay là chúng ta vẽ lên cái bức tranh cuộc đời của chúng ta. Cái này các bạn muốn biết thì có thể nhắn tin cho Phương sẽ chia sẻ cho các bạn ha. Thì trong cái bức tranh cuộc đời đó, trong cái bản tầm nhìn ước mơ đó, nó bao gồm nhiều cái mục tiêu nằm ở trong đó, và chúng ta hoàn thành từ từ từng mục tiêu một. Nhưng mà cái mục đích sống á, hay là cái sứ mệnh của bạn á, hay là cái bản tuyên bố cá nhân của bạn, nó không phải là những cái đó. Vậy thì làm sao chúng ta có thể tìm ra được cái này? Tức là chúng ta tìm được cái mục đích sống của mình, tìm được cái lời tuyên bố cá nhân của mình, tìm được cái sứ mệnh của mình. Thì Phương nói với các bạn, trên đời này nó không có cái gì nó có ý nghĩa. Nó chỉ trở nên có ý nghĩa sau khi chúng ta gắn ý nghĩa cho nó. Vậy thì các bạn phải tự gắn ý nghĩa cho bản thân mình một cái ý nghĩa. Các bạn có cái quyền đó, cái sức mạnh của các bạn là các bạn hãy treo cho mình một cái ý nghĩa để sống. Phương ví dụ như thế này. Giống như bản thân Phương, cái bản tuyên bố cá nhân của Phương là như thế này. Tức là cái mục đích sống của Phương á, và nó cũng chính là cái sứ mệnh của Phương luôn. Đó là tôi được sinh ra trong cuộc đời này là để giúp người khác thành công. Đây là cái lời tuyên bố cá nhân của Phương. Thì các bạn có thể lựa chọn, hãy chọn cái gì thực sự có ý nghĩa của mình và gắn cho cái cuộc đời của mình, gắn cho cái con người của mình, gắn cho cái sứ mệnh của mình. Và từ đó trở đi nó sẽ trở thành cái sứ mệnh của bạn, nó trở thành cái mục đích sống của bạn, nó trở thành cái lời tuyên bố cá nhân của bạn. Tôi sinh ra là để thành công và hạnh phúc, tôi sinh ra là để đem lại tiếng cười cho người khác. Có nghĩa là các bạn hãy lựa chọn cho mình, hãy trao cho cuộc đời mình một ý nghĩa. Đó là cái điều tuyệt vời chúng ta phải làm, mà chúng ta chỉ cần làm được cái đó. Các bạn đừng có nghĩ, đừng có sợ nó to lớn quá. Các bạn cũng đừng có sợ là chúng ta sẽ không hoàn thành được cái sứ mệnh đó, không làm đúng như cái sứ mệnh chúng ta chọn đó. Các bạn cứ tuyên bố đi, rồi bạn sẽ biết cách nào mà để sống đúng với cái điều tuyên bố cá nhân đó của mình. Bởi vì chúng ta muốn thành công, sống đúng với cái lời tuyên bố của mình, nó chỉ có một cái cách duy nhất thôi, đó là sự thay đổi. Mà các bạn nên hiểu, cái sự thay đổi nó không phải là một sức mạnh nó làm cho ta sợ, mà nó là một cái cơ hội tuyệt vời. Bởi vì không có ai có thể kiểm soát cái thái độ của bạn, chỉ có bạn mới làm được điều đó. Và cũng không ai có khả năng kiểm soát cái niềm tin của bạn, ngoại trừ chính bản thân bạn. Trong cái cuộc đời này, trong cái cuộc sống này, đa số chúng ta đều được thiết lập sẵn một cái hệ niềm tin, từ khi chúng ta còn nhỏ, từ khi chúng ta còn bé thơ. Đó có thể là do cha mẹ chúng ta, do thầy cô, do những người xung quanh của chúng ta, và do những gì đã xảy đến với chúng ta trong cái thời gian đó cho đến ngày hôm nay. Cho nên là bạn phải thách thức với thái độ và niềm tin đó. Để thay đổi, chúng ta cần niềm tin mới tốt đẹp hơn. Đây là điều chúng ta cần phải làm. Hãy tạo cho mình một cái niềm tin mới, những niềm tin mới tốt đẹp hơn để thay đổi cuộc đời. Thì bây giờ Phương nói với các bạn, cái niềm tin cũ nó tạo ra cái cuộc sống của bạn ngày hôm nay, ngay trong giây phút hiện tại này. Bây giờ bạn muốn ngày mai nó khác đi, thì bạn phải thay đổi cái niềm tin mới ngay lúc này và ngay ngày hôm nay. Và có một cái bí mật Phương chia sẻ cho các bạn, đó là bạn có cái sức mạnh để thay đổi, để làm cái điều này. Và cái niềm tin của bạn nó như thế nào thì nó sẽ hút về cái cuộc đời của bạn như thế ấy. Nếu niềm tin của bạn nó là tiêu cực thì nó sẽ hút về cái điều xấu cho các bạn. Và niềm tin của các bạn mà là cái niềm tin tốt
thì nó sẽ hút về cho các bạn trong cuộc đời của các bạn những điều tốt. Đó là quy luật vận hành của cái vũ trụ này, của cái cuộc sống này. Và hôm nay thì Phương nói với các bạn, Phương chỉ chia sẻ với các bạn những cái câu chuyện cũ thôi, nhưng mà nó có giá trị rất là lớn. Và Phương tin tưởng rằng các bạn sẽ tập trung và lắng nghe. Phương rất tin tưởng vào điều này bởi vì các bạn là những con người tuyệt vời, những con người rất là ham học hỏi và biết lắng nghe. Thì Phương nói với các bạn cái bí mật là nó nằm ở chỗ này. Để là một con người, bất cứ một con người nào mà đã được sinh ra trên đời này á, hoặc là đã được sinh ra trước đây, sẽ phải sống trong hai cái thế giới. Và về sau này, những cái thế hệ sau á, được sinh ra cũng phải như vậy, cũng phải sống trong hai cái thế giới cùng một lúc. Đó là cái nội thế giới và cái ngoại thế giới, tức là thế giới suy nghĩ và cái thế giới thực tại, vật chất hữu hình này. Thì chúng ta cũng có thể nói là cái thế giới nội tâm và cái thế giới bên ngoài này, ngoại cảnh này. Về cái thế giới bên ngoài là chúng ta phải đối mặt với mọi cái vấn đề cần xử lý. Và 90% thời gian cuộc sống hàng ngày á, là thuộc về cái thế giới bên ngoài đó các bạn. Còn 10% nó là cái thế giới bên trong. Giờ Phương nói thế này, cái thế giới bên trong á, nó bao gồm cái thái độ, suy nghĩ và trải nghiệm. Và cái thế giới bên ngoài á, thì nó bao gồm tiếp xúc, cảm nhận và xử lý. Đa số con người á, là bị thống trị bởi cái thế giới bên ngoài. Vì cái thế giới bên ngoài này nó ảnh hưởng đến cái thế giới bên trong của chúng ta rất là nhiều. Bây giờ Phương lấy một cái ví dụ, một cái sự kiện cụ thể để các bạn hiểu như thế này. Ví dụ như ngày hôm nay bạn đi làm, bạn đến cơ quan làm việc, sếp của bạn gọi bạn vào và sếp bạn nói với bạn rằng: "Vào đây, tôi có tin tốt cho bạn đây." Thì cái điều này nó xảy ra với bạn là ở cái thế giới bên ngoài, đúng không? Chắc chắn là nó sẽ ở thế giới bên ngoài. Bạn sẽ ngạc nhiên, bạn sẽ hồi hộp và bạn sẽ thắc mắc rồi tự hỏi: "Cái gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Không biết cái gì đang chào đón mình thế này?" Có nghĩa là chúng ta sẽ như vậy. Thì thế giới bên trong của bạn nó sẽ xảy ra cái điều như vậy. Và rồi khi bạn vào phòng thì sếp của bạn nói rằng bạn đã được thăng chức vì bạn có đóng góp rất lớn cho công ty. Thăng chức có nghĩa là được tăng lương và kèm theo đó là một số lợi ích khác nữa. Vậy thì cái thế giới xảy ra với bạn lúc này nó là cái thế giới bên ngoài. Vậy thì thế giới bên trong nó như thế nào cũng đúng vào lúc này. Thì cái thế giới bên trong lúc này của bạn nó sẽ là hưng phấn, nó sẽ là vui mừng, nó sẽ là hạnh phúc, tự hào về cái bản thân mình. Lúc này bạn sẽ nghĩ cuộc đời thật tuyệt vời, thật may mắn, rồi cuộc đời này thật nhiều ý nghĩa. Và cái thái độ của bạn lúc này sẽ là: "Tôi yêu cái công ty này quá, tôi yêu cái tập thể này quá, tôi yêu tất cả những con người ở đây, tôi yêu cái công việc này quá." Đó là bạn sẽ hành sự như vậy. Và còn cái niềm tin của bạn á, sẽ là như thế này. Lúc này cái niềm tin của bạn sẽ rất là mạnh. Bạn tin tưởng vào bản thân mình. Các bạn nghĩ mình thật là may mắn, mình giỏi, mình có tài năng quá. Thì có nghĩa là khi cái điều tốt nó xảy ra từ thế giới bên ngoài của bạn thì bạn sẽ cảm thấy tốt với cái thế giới bên trong. Đây là một cái phản ứng tự nhiên. Nhưng mà bây giờ Phương lại lấy ngược lại cái câu chuyện đó. Khi bạn đến cái chỗ làm, sếp của bạn nói với bạn là: "Vào phòng, tôi cần nói chuyện với anh." Điều này nó xảy ra với bạn là ở cái thế giới bên ngoài của bạn. Còn cái thế giới bên trong sẽ như thế nào? Bạn sẽ lo lắng, bạn không biết có chuyện gì mà sếp ổng nghiêm trọng như vậy. Rồi nhiều khi bạn suy nghĩ: "Thôi chết mình rồi, mình đã gây ra cái điều gì đây?" Và khi bước vào phòng, sếp của bạn nói: "Anh làm việc ở đây cũng lâu rồi mà tôi chả biết anh làm cái quái gì ở đây. Anh chả giúp ích gì cho công ty. Anh thật là vô dụng," vân vân và vân vân. Và cuối cùng là sếp bạn nói: "Công ty chúng tôi quyết định thôi việc anh." Thì cái chuyện này nó xảy ra ở cái thế giới bên ngoài của bạn. Vậy thì cũng trong cái thời điểm này, trong cái lúc này, cái thế giới bên trong của bạn nó sẽ là gì? Bạn sẽ bị sốc, bạn sẽ buồn bã, bạn sẽ thất vọng, tuyệt vọng, không nói được gì, bạn giận dữ. Từ cái chỗ này, bạn sẽ thấy những gì xấu xảy ra ở thế giới bên ngoài á, nó sẽ ảnh hưởng xấu đến thế giới bên trong của bạn. Bạn sẽ suy nghĩ: "Cuộc sống thật là tồi tệ, cái công ty này nó thật là vớ vẩn. Mình làm việc bao nhiêu năm nay, bao nhiêu công sức của mình ở đây mà họ vô ơn, họ thật ác, họ đúng là những người tàn nhẫn." Và cái thái độ của bạn sẽ giận dữ, bực tức và uất ức. Lúc này niềm tin của bạn về cuộc sống sẽ là: "Cuộc sống này thật là tệ hại, cuộc đời này thật là bất công, thật là tồi tệ." Và khi bạn về đến nhà, bạn sẽ trút hết lên gia đình mình những cái cay đắng đó. Cho nên Phương nói với các bạn á, cái điều xấu của cái thế giới bên ngoài á, nó ảnh hưởng đến cái thế giới bên trong của chúng ta. Và các bạn cần phải hiểu, đây là một điều bình thường, hoàn toàn bình thường các bạn. Nhưng mà chúng ta có một cái thách thức ở chỗ này. Và cái thách thức đó là gì? Khi mà bạn bị kiểm soát bởi cái thế giới bên ngoài, mà đa số 95% con người sẽ bị như vậy các bạn. Bạn sẽ không thể kiểm soát được cái cuộc sống của mình. Lúc này cái cuộc sống của bạn nó sẽ là một cái vòng xoay. Bởi vì khi bạn cảm thấy tốt hay xấu thì bạn không được quyết định cái điều này. Bạn bất lực với nó, mà nó được quyết định bởi những gì xảy ra với bạn. Bạn không kiểm soát được cái điều này, mà bạn để cái thế giới bên ngoài lúc nào nó cũng thống trị, nó điều khiển bạn. Thì các bạn nên hiểu như thế này:
ở cái cuộc sống này á, cho dù bạn cảm thấy tốt hay là không tốt, bạn đều không được quyết định về lựa chọn, mà bị quyết định bởi những gì xảy ra với bạn. Thì cái thách thức Phương muốn nói ở đây là làm thế nào để chúng ta kiểm soát được cái thế giới bên ngoài này? Thì một cái bí mật đó là bạn sẽ không bao giờ kiểm soát được cái thế giới bên ngoài cho đến khi nào mà bạn làm chủ được cái thế giới bên trong của mình, làm chủ được cái thế giới nội tâm của mình, làm chủ được cái tư duy của mình, làm chủ được cái suy nghĩ của mình. Cái thế giới bên trong nó mới là cái mấu chốt, nó mới là cái chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề. Ở đây bạn phải hiểu, không phải chúng ta không bị thế giới bên ngoài nó ảnh hưởng, nhưng mà khi thế giới bên ngoài nó ảnh hưởng đến với chúng ta thì chúng ta sẽ có một cái thái độ khác để tiếp xúc với nó. Nhưng mà để được như vậy, bạn phải làm chủ được cái thế giới bên trong của bạn, làm chủ được cái tư duy của bạn, làm chủ được cái suy nghĩ của bạn, cái cảm xúc của bạn. Từ đó bạn mới có đủ khả năng lựa chọn cái thái độ cho chính bản thân mình. Thì ở đây là có nghĩa làm sao? Có nghĩa là chúng ta phải tự tạo ra những cái niềm tin có động lực. Đây mới là cái điều thực sự có thể kiểm soát được cái thế giới bên ngoài. Khi bạn làm chủ được cái thế giới bên trong, bạn sẽ hiểu rằng cái thế giới bên trong nó tạo ra cái thế giới bên ngoài. Vì cái thế giới bên ngoài nó là cái phản chiếu của thế giới bên trong của chúng ta. Cái cuộc sống này của bạn ngày hôm nay, nó là cái quả, nó là cái kết quả từ những cái hạt giống mà bạn đã gieo ngày hôm qua. Cuộc sống của bạn nó chỉ là cách phản chiếu của cái nhận thức, thái độ bên trong của bạn. Thì điều này nói lên rằng cuộc sống của bạn là do chính bạn tạo ra. Và khi bạn đã tạo ra với cuộc sống của mình thì bạn phải chịu trách nhiệm với nó. Thì đây chính là cái điều tuyệt vời các bạn. Cuộc sống của bạn là do bạn tạo nên, nên bạn có quyền thay đổi cuộc sống của mình. Nếu bạn không thích cái cuộc sống của bạn ngày hôm nay ở cái thế giới bên ngoài của bạn đây, thì bạn có thể thay đổi cái thế giới bên trong của bạn. Khi mà bạn nắm lấy cái quyền kiểm soát được cái thế giới bên trong, khi bạn làm chủ được cái suy nghĩ của mình, cái cảm xúc của mình, cái thái độ và cái niềm tin của mình, thì bạn làm chủ được cái thế giới bên trong. Và cái thế giới bên trong nó tạo ra cái thế giới bên ngoài này. Thì cái điều bí mật ở đây là bạn có thể tạo ra bất kỳ điều gì bạn muốn. Bạn tạo ra được cái thực tại của chính mình. Nếu như những cái thực tại trong hiện tại của chúng ta nó không tốt, chính chúng ta đã tạo ra điều đó. Cái cuộc sống của bạn không tốt là do chính bạn tạo ra, cho nên chúng ta phải là người chịu trách nhiệm, chứ không phải là một người nào đó, không phải là một ai khác. Cho nên các bạn đừng bao giờ đổ lỗi, bởi vì khi các bạn đổ lỗi, các bạn sẽ trở thành một nạn nhân. Và một nạn nhân thì luôn luôn đổ lỗi và than phiền. Đừng sống than phiền, đừng sống là một người đổ lỗi. Hãy sống là một người kiểm soát được cái niềm tin, thái độ, suy nghĩ, cảm xúc của chính mình. Nó chính là cái ngôn ngữ của thành công, ngôn ngữ của chiến thắng các bạn. Phương nói với các bạn để làm một nạn nhân thì nó rất là dễ. Vì những người mà nhận mình là nạn nhân thì họ không chịu trách nhiệm gì hết, không chịu trách nhiệm cho bất cứ điều gì trong cuộc sống của họ. Lúc nào cũng đổ lỗi, lúc nào cũng nói vì cha mình, vì mẹ mình, vì xã hội, vì thiếu may mắn. Và trong cuộc sống nó rất là nhiều cái vì. Những người này họ là những chuyên gia để tìm ra cái vì sao họ bị như vậy. Cho nên chúng ta hãy là người chiến thắng chính bản thân mình, làm chủ thái độ, làm chủ cảm xúc, làm chủ tư duy, làm chủ suy nghĩ của mình. Bạn sẽ có tất cả. Làm chủ cái thế giới bên trong, bạn sẽ có cái thế giới bên ngoài tuyệt vời như chính bạn mong muốn. Các bạn nên hiểu, khi chúng ta bị dồn vào một cái thế không thể thay đổi được nữa, không thể thay đổi được cái hoàn cảnh, cái tình huống đó xảy ra với chúng ta, thì chúng ta có thể thay đổi được cái bản thân mình. Tất cả những gì mà chúng ta có thể bị tước đoạt, nhưng mà điều duy nhất không ai có thể lấy được của chúng ta, đó là cái quyền tự do lựa chọn thái độ ở bất kỳ tình huống nào, để lựa chọn con đường của chính mình theo cách của mình. Mà Phương nói với các bạn nên biết một điều là quy luật của vũ trụ là mọi thứ đều phải thay đổi. Tức là lịch sử tiến hóa cái gì cũng phải thay đổi, không có cái gì mà đứng yên đâu các bạn. Cho nên các bạn phải thay đổi và thay đổi theo ý của bạn. Nếu mà bạn không thay đổi theo ý mình thì bạn sẽ bị thay đổi theo tự nhiên. Mà nếu mà bạn bị thay đổi theo cái hoàn cảnh sống, theo cái môi trường sống, thì nó sẽ đưa bạn đến những cái nơi mà bạn sẽ thấy đau khổ và chán chường nhất trong cái cuộc sống này. Thì cái câu hỏi đặt ra cho chúng ta đó là thay đổi niềm tin, thay đổi suy nghĩ, thay đổi thái độ, thay đổi cảm xúc bằng cách nào? Và câu trả lời cho các bạn là phương pháp tự kỷ ám thị. Cái mấu chốt Phương muốn nói với các bạn đó là phương pháp tự kỷ ám thị. Nó là một cái công cụ, một cái chiếc cầu để thay đổi vận mệnh của một con người. Bây giờ các bạn đặt cái bàn tay phải của mình lên trái tim của các bạn. Các bạn đọc to lên như thế này: tôi kiểm soát cuộc đời của tôi đã sẵn sàng nắm quyền kiểm soát cuộc đời của tôi. Tôi đón chào thành công, tôi biết rằng mọi thành quả đều bắt đầu bằng tư duy. Tôi có khả năng làm chủ cảm xúc của mình, điều khiển cảm xúc của mình theo hướng tích cực. Không ai có thể điều khiển thái độ của tôi ngoài chính bản thân tôi. Không ai có thể kiểm soát được niềm tin của tôi ngoài chính tôi. Thật tuyệt vời phải không các bạn? Hãy nhớ ghi ra những cái câu này và hãy lặp đi lặp lại nó mỗi ngày. Các bạn sẽ thấy sau một thời gian cái điều tuyệt vời sẽ xảy ra. Ok, video này Phương xin phép tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở lần sau. Chúc các bạn thành công!